Ủa mày má cây quả này bắt cháu gì vô? Ai chủ vô? Mà có quay đoạn bố bắt không? Đấy. Rồi, ok. Bà Sophie khỏe nào, đôi giòn này. Có dính không anh? À, Sophie biết rồi. Đây, chiến lợi phẩm của anh em kéo cá mùa lũ. Còn là giết. Ui ôi, con. Ui con chép. Chép. Ui giời, chép đồng rồi. Ui, con này đẳng cấp. Ui giời. Ui con chép đồng này đẳng cấp quá rồi. Con này giá trị này. Đấy. Chết rồi.